thiện tai, phòng bệnh hơn trị bệnh, nam dược trị nam nhân. Bệnh tòng khẩu nhập, hầu hết các bệnh đều từ lối sống, lối ăn uống sai của chúng ta mà ra. Cho nên nếu chúng ta đã giác ngộ thì nên thay đổi lối sống, lối ăn uống ngay bây giờ và tại đây. Nên sống và ăn uống thuần chay, thuận theo tự nhiên, theo lối dưỡng sinh. Chú trọng bữa sáng và bữa trưa. Bữa sáng là bữa ăn của chư thiên, bữa trưa là bữa ăn của chư Phật. Và phải nhẹ bớt về bữa chiều, bữa tối, đặc biệt là bữa tối. Bữa chiều là bữa ăn của súc sanh, bữa tối là bữa ăn của ngạ quỷ. Cho nên những ai mà sống không lành mạnh hay sống về đêm thì chắc chắn sẽ giảm thọ và sẽ rất mau bệnh mau chết. Chẳng hạn như những người sống trong giới xướng ca thì họ chết sớm, trong cái giới đó họ chết sớm rất là nhiều do họ sống không có lành mạnh và hay sống về đêm. Cho nên chúng ta không nên học theo lối sống của những người như vậy, vừa hại thân và vừa hại người. Nên sống theo lời dạy của những bậc cổ đức, tiên hiền, thánh nhân. Sống thuận theo tự nhiên, ăn uống thuận theo tự nhiên. Nếu chúng ta sống ăn uống được thuận theo tự nhiên, sống lành mạnh thì chắc chắn tuổi thọ chúng ta sẽ tăng, phước của chúng ta sẽ tăng, lộc của chúng ta sẽ tăng. Bớt tham ăn thì sẽ tăng thọ, bớt tham mặc sẽ tăng phước, bớt tham ngủ sẽ tăng lộc, phước lộc thọ. Chúng ta ăn uống được theo phương pháp thuần chay dưỡng sinh là phương pháp ăn uống tốt nhất cho sức khỏe, và thuận theo tự nhiên, thuận theo nguyên lý của vũ trụ. Nếu mà ai chưa ăn uống được thuần chay thì chúng ta chỉ nên ăn cái nhỏ tép nhỏ thôi, và nên dần dần chuyển qua thuần chay là tốt nhất. Rồi những bước quan trọng là chuyển từ ăn gạo trắng phải chuyển qua gạo lứt, rồi kiếm được nguồn rau củ sạch, bổ sung thêm rong biển và các loại đậu để bổ sung các khoáng chất và đạm. Cái chính là phải được cái nguồn gạo lứt sạch và rau củ sạch. Giữ tâm trí thanh tịnh, ăn uống dưỡng sinh, rèn luyện thân thể. Còn thuốc thang thì cũng chỉ là phụ trợ thôi. Đây là nam dược thuốc trị ho khan tiếng theo công thức của Hải Thượng Lãn Ông, không đường dùng rất tốt. Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống, và sớm ngày giác ngộ, quay đầu thoát khỏi sông mê, quay về bờ giác. Nam mô A Di Đà Phật.